bé xin chuyển vào trong quầy vé để mua vé. Thế thế tao lái từ chẳng hạn. Đầu tiên ta sẽ đi bằng tiền, còn lần này chúng ta sẽ sử dụng vé này để về bằng xe điện. Nhưng mình sẽ dùng các vé áp cận để sử dụng được vé. Hiện tại thì trên bàn đầu thuyền đấy ạ, bọn con của tôi này rất là nhiều hoang vãi cho máy. Cô chú anh chị có nhu cầu sử dụng gì mình có thể di chuyển ra đây. Thank you.
Trong các phù điêu này thì được làm hoàn toàn từ đá thối lửa, do các nghệ nhân người Java Indonesia chế tác. Điều đặc biệt tiếp theo đó chính là vườn cồn kinh. Vườn cồn kinh ở đây thì được lấy ý tưởng từ cồn kinh, là một bảo vật quốc gia và đang được đặt tại chùa Nhất Chủ Ninh Bình. Các cồn kinh ở đây thì cao 12m và nặng 200 tấn ạ, được làm hoàn toàn từ đá xanh Thanh Hóa. Hiện tại thì vườn cồn kinh mới xong giai đoạn 1 rồi ạ. Gồm có 32 cồn kinh, dự kiến là đến năm 2048 khi mà ngôi chùa được xây dựng xong đấy ạ, thì sẽ có 1.000 cồn kinh, dự kiến sẽ trở thành một vườn cồn kinh rộng lớn nhất thế giới đấy ạ. Và đi đến đây rồi thì ít phút nữa thôi thì thuyền sẽ cập bến vào khu vực chùa chính rồi đấy ạ. Trong quá trình di chuyển thì cho phép em xin hỏi quý đoàn mình có ai có câu hỏi gì thắc mắc không ạ? Con ơi, làm con dâu cô nhá. Thế nhưng mà chẳng có người yêu rồi ạ. Thế á? Dạ vâng. Yêu kệ, 30 đã Tết đúng không? Vâng, 30 chưa phải là Tết đúng không ạ? Chẳng phải nhắc đến cưới đã. Thế là chim cút. Thế mất rồi. Thế là chim cút. Kéo thật. Ôi dồi ôi, miệng mồm cái miệng, cái mồm. Anh bảo đứng nơi này móc Thank you.